tròn như cái hộp mít vậy đó. Tại em của anh chứ. Chờ không. Mẹ không cho con cưới là con đi theo à? Vợ em có mắt thẩm mỹ rất là hay. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay để đón chào họ. Trời, chăm lo cho vợ quá. Nâng niu quá hả? Trước tiên xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Minh Thùy, làm nhân viên kinh doanh ở Tiền Giang. Hai chồng Tiền Giang lên đây hả? Dạ. Ủa nhưng mà các em là có phải là khán giả thường xuyên của chương trình Vợ Chồng Son không? Dạ có. Nhưng mà thường anh nhớ là ở dưới quê á, là ngủ rất sớm, đúng không? Mà chương trình á, thì là phát 10 giờ mấy thì là hai vợ chồng vẫn còn thức để xem. Anh thức khuya lắm anh. Thức khuya? Dạ. Dạ anh tới 11 giờ mới ngủ. Có nghĩa là coi xong chương trình rồi ngủ phải dạ. Không? Trước tiên thì anh xin đại diện cho ekip thực hiện chương trình Vợ Chồng Son rất là cảm ơn hai vợ chồng đã dành thời gian để đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi, mời em giới thiệu với mình. Em là Nguyễn Thị Phượng Vân, là nhân viên văn phòng ở Tiền Giang. Hai em là gặp nhau và quen nhau trong một trường hợp nào? Dạ, cách đây 7 năm. Là cái chương kiến tụi em ở ký túc xá, anh này cũng ở ký túc xá. Thì cái ký túc xá mà tổ chức một cái chương trình là duyên dáng ký túc xá, là dành cho những người đẹp trong sinh viên á. Em thì là thủ quỹ của chương trình, anh này thì được mời làm cố vấn. Thì cái em về nhà thì có con bạn cũng làm chung với em, nó về nó quảng cáo. Có cái anh Thùy đó đó, ảnh nói chuyện hay lắm, ảnh phong độ đẹp trai lắm. Em thì em chưa có lên, tại ngày đó em bận việc. Em lên em nghe nói vậy, thôi để mình vô mình cho thử cái anh này là cái gì mà sao quảng cáo dữ vậy. Cái ngày họp gặp lại cũng đẹp trai, cũng phong độ, nói chuyện cũng nghe hay hay. Rồi cũng thích. Ai của ai? Em của anh trước. Vậy em cũng đâu biết đâu, tới chừng mà lên đó mình cũng đang hướng dẫn mấy bạn này nọ các cái, tự nhiên thấy có con cô nhìn mình cười cười cũng dễ thương mà cũng tròn tròn như cái hộp mít vậy đó, mình thương. Nghe ổng tả giống hộp mít có buồn không? Dạ không, tại hồi xưa em chọn hơn bây giờ nhiều. Thế là Thùy khẳng định là nhờ giống hộp mít thì mới thương. Mỗi người mỗi gu em ơi. Bao lâu thì Thùy mới em mới tấn công anh Thùy? Tấn công liền. Tấn công liền. Tấn công liền. Tấn công sao thì có nhớ không? Khi mà tấn công liền á, nhìn nhau rồi bắt đầu mới để ý nhau, rồi mới tiếp xúc nói chuyện, rồi đi uống cà phê để bạn thì công việc của trong trường. Bên cạnh đó thì hai đứa quen nhau luôn. Rồi, đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Một tháng. Một tháng? Dạ. Một tháng sao quen là hôn liền chưa? Cho không. Cho không hả? Nhưng mà cuối cùng có cho không? Thì giờ thích rồi thì nắm tay được rồi thì không. Em chủ động trước hay vợ chủ động trước? Lúc mà quen nhau thì vợ em chủ động, nhưng mà tới lúc không vợ thì là em chủ động. Dĩ nhiên là để chủ động hoài đúng không? Mình đàn ông mà đúng không? Rồi nè Hưng, hai bạn quen nhau á có khó khăn có gặp gỡ gì không? Khó khăn trùng trùng luôn. Khó khăn trùng trùng luôn. Dạ. Biết trước là hai đứa không thuận nhau, em là tôi con mèo, ảnh là tôi con chuột. Ra trường chắc cưới nhau không được đâu. Tuổi này ba má không cho cưới, thôi quen nhau đi, ra trường rồi tính tiếp, không mấy thì chia tay. Mèo chuột đó phải không? Dạ. Ngọ mèo dậu. Dạ. Cuối cùng rồi gia đình có cấm cản. Dạ, hai bên cấm cản hết. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng thì em mới nói với mẹ câu giờ mẹ không cho con cưới là con đi theo à. Chứ giờ con thương rồi, mẹ nằm mối nhiều người quá em không chịu. Dân á thì nói với ba mẹ là nếu mà ba mẹ không chịu con đi theo không, còn em nói với ba mẹ em sao? Cưới vợ thì con cưới Vân, còn không cưới thì con không cưới ai hết. Rồi Vân ơi, sau khi mà mẹ em nghe em nói cái điều đó thì bên gia đình em như thế nào? Mẹ nói nếu mà giờ ta mày nói vậy hả, thôi vậy nếu mà ta có quan hệ ta cho cưới, chứ giờ mà theo không người ta làm sao? Em cho cưới. Thực sự lúc đó thì hai gia đình lúc trước là không biết nhau, nhưng mà khi gặp nhau thì cảm giác cũng hợp xuôi. Rồi cũng tiến tới hôn nhân cũng suôn sẻ. Thế giờ chàng rể này là có lấy lòng được ở bên gia đình vợ không? Má vợ thương con rể hơn thương con gái nữa. Vậy hả? Dạ thương lắm. Lấy nhau về á rồi có bị bể mộng cái gì không? Có chị, gia trưởng. Gia trưởng? Gia trưởng sao? Em mặc đồn áo á là em phải thay 2-3 lần em mới vừa ý ảnh. Em mới được cái áo này xấu em thay áo khác cho anh. Em thay cái áo được rồi, cái quần này xấu em thay cái quần khác cho anh. Thay xong rồi cái giày này không đẹp em thấy đôi giày khác cho anh. Em quay vài vòng em mới được đi ra khỏi nhà. Vậy hả? Nhiều lần lắm. Bữa nay là cái đầm cô dâu này hay mấy lần? Chương trình cho em không có thay. Chị Vân, mình nói là phụ nữ không có phụ nữ xấu, chỉ phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Nên vợ mình á thì mình biết mình làm cho vợ mình đẹp hơn để mình ra đường mình thấy mình tự tin. Đó là ý em là vậy, cho em bắt vợ em phải theo ý em đúng không? Dạ, nhưng mà có cái vợ em có mắt thẩm mỹ rất là hay, nên là em cũng phải dè chừng mới coi cho vợ em. Tại vì vợ em thích mặc áo thun ngắn, quần sọt ngắn,
rồi đi dép lào đi ra ngoài, nhưng mà lúc đó giống như cái hộp mít đi ra ngoài vậy đó, nên là thấy cũng ngại ngại. Nên giờ em phải sửa soạn kể cả áo là mặc áo nào, coi coi nó được nó không, nó che những cái khuyết điểm của vợ để nó tôn những cái vẻ đẹp của người phụ nữ lên, thì mới lúc đó em mới cho ra ngoài. Có nghĩa là em mà bắt vợ kiểu vậy có nghĩa là em rất mê cái đẹp đúng không? Dạ. Vậy em có thích gái đẹp không? Dạ thích chứ. Có thích ngắm nhìn gái đẹp không? Dạ thích. Gái sexy. Gái sexy nếu đẹp vậy nhìn. Em thì nhìn không phải đẹp. Rồi về á, em có bao giờ em bắt vợ em mặc đồ sexy không? Hay là không cho vợ mình mặc đồ sexy? Có hai dạng nha. Em thuộc cả hai rồi. Cả hai rồi á. Thì mới đầu em là gia trưởng khó tính, không cho vợ mặc đồ sexy khi ra ngoài đường. Nhưng mà sau một thời gian á, là em về em sống với vợ á, thì hầu như mình cái tình yêu nó cũng cảm hóa em đi. Em cũng không có còn kỹ tính nữa. Rồi lúc đó vợ thích cái gì á, thì mình cho mặc cái đó. Nhưng mà cũng phải theo cái nó làm cho vợ đẹp hơn. Rồi gia trưởng gì ở nhà là có phải ảnh là người quản lý tiền bạc không? Dạ, ảnh quản lý tiền bạc. Dạ không có, mình chỉ là quản lý chi tiêu thôi, còn tiền bạc vợ vẫn giữ. Ôi, vậy là em giữ rồi. Em đâu được xài đâu. Dạ, đây sao là, vậy? Em nắm chìa khóa két mà. Đây là ngân hàng và thủ quỹ. Anh chi không mà em giữ. Nhưng mà em là cái người cầm tiền thì em muốn mua, muốn ăn, muốn mặc, muốn xài, muốn làm dạ gì. Dạ không đâu, thử mua gì không giữ, anh cầm gàm cả ngày chưa hết đó chị. Trời ơi. Em nở em thích cái áo đó quá, em mua gì không giữ anh. Em có biết cái áo này nó không có đẹp, em mua làm chi vậy, mua mà không mặc được. Em biết không, để có cái khác đẹp hơn. Nó cả ngày vậy đó. Nói dạ, riết rồi em nói thôi em cho anh cái áo luôn, em không bận. Theo thông người phụ nữ khác á, họ có dáng chuẩn á, thì họ mặc nó ôm nó đẹp. Còn vợ mình khi mà nó ôm á thì được bao nhiêu ngắn là nó đưa ra hết, nên là không có được đẹp, nên mình mới không thích cái áo đó. Cái đó là mặc không đúng là cũng hay người càm ràm. Thường người càm ràm là hay nóng tính. Dạ nóng tính. Chồng em có nóng không? Có hay la em không? La hoài, la ngoài đường luôn chị, đâu la sao đâu, la ngoài đường chứ không la trong nhà. Có lần nào la mà em khóc không? Có chứ, đợt đó đi đổi vàng sắm cho cọng dây cho em đeo, bông cho em đi làm. Ra tới tiệm vàng lựa được cọng dây chuyền màu trắng, xong cái sao em thích cái bông màu vàng đó quá em mua. Ông lại ông thấy ông la ông sùm, em có biết là cái bông này á là không có hợp với cái cọng dây chuyền không? Giờ mua vậy rồi làm sao mà đeo ai mà coi, mà em thấy nó bình thường nó có vấn đề gì đâu. Ông la ông nguyên cái tiệm vàng cũng dòm em hết trơn. Em mua bỏ quá em bỏ em đi về luôn. Rồi có quay trở lại mua cho vợ không? Mua luôn rồi. Vậy giờ em vợ mộng về bà xã em. Lúc quen nhau thì vợ cũng nấu ăn. Rồi lúc đó mình la thì dạ, Nguyên ngoan hiền. Tới chừng mà cưới nhau rồi ấy, thì về không biết nấu món gì khác hết trơn. Cô có mấy món hồi thời sinh viên à? Em nói thiệt đi, lúc em nấu là em mua đồ. Em nấu. Nấu cái sao vợ xuống cấp vậy em? Từng ăn có 3 ngày còn nấu được. Giờ từng ăn tới 7 ngày biết nấu gì giờ. Ôi chị hỏi nè, cho tới bây giờ là chồng vẫn quyết định tất cả mọi việc của em ở nhà hả? Giờ thì em được quyết định một nửa. Không, chị đang hỏi là cái của em, rồi cái cá nhân em, ví dụ như quần áo vậy em được tự do. Dạ được. Quyết định chưa? Được. Đồ đạc của em được tự do dạ mua được chưa? Dạ được rồi. Tại vì đó là cái năm đầu tiên cưới nhau. Cái mỗi lần mà anh lựa cho một đồ nào đó em ra đường, các bạn em khen sáng nay mặc đồ này đẹp nè. Thì mới nhớ này chồng lựa. Vậy coi lại cũng thấy chồng lựa đồ cũng mình mặc cũng thấy đẹp hơn hồi đó. Có nghĩa là em đã từ từ em học theo cái cách lựa đồ của chồng rồi gì đúng dạ, không? Dạ, từ từ em học quen theo. Rồi. Dạ quen. Rồi, bây giờ anh hỏi nè, em mong muốn ở chồng em thay đổi điều gì nhé? Đừng có gia trưởng nữa, với lại hồi mới cưới về cái gì mà đi làm về bao nhiêu bực tức xả vào người em hết. Về nhà có hai chồng mà không nói chuyện nhau hết trơn, giờ đâm đâm vậy nè. Em thấy sợ quá em cũng không nói gì luôn. Em để cho nó đã đi, xong cái khớ xả hết rồi. Cười vợ này nó cười em gì ăn vậy vợ. Y như hai người khác nhau vậy đó. Xong em mới bực lại em nói lại. Mắc mớ gì vậy? Tự nhiên tôi về tôi có làm gì anh đâu, ông đâu mà xong mà ông là ai, ông làm người ta là ông bực ông gì, ông nói tôi tùm lum á. Nghe thấy hai nãy về có bực dọc thì chia sẻ với vợ, thấy không? Hả? À, rồi. Em muốn mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ thay đổi là cái cách chi tiêu trong gia đình. Tại vì cái người phụ nữ trong gia đình là cái người giữ tiền, nên là khi mà chi tiêu cái gì đó mà vợ không hiểu mình đang làm gì thì cái tài chính gia đình nó sẽ bị ảnh hưởng. Rồi còn em muốn chồng thay đổi gì nữa không? Thêm gì nữa? Đừng khó tính gì. Nhưng mà bây giờ thấy là thấy chồng cũng có vẻ chiều vợ. Là giờ là chiều là cũng mấy năm mới chiều chứ năm trước đâu gì đâu có chiều. Thì có nghĩa là ở đây á, là cái đồ thị mà tình yêu của tụi em, cái tình vợ chồng của tụi em là đi lên. Dạ. Đó, cho nên rằng chị cũng mong rằng là những cái mà tụi em mong muốn thay đổi về nhau á, thì mỗi đứa gọi là dẹp bớt cái tôi của mình lại để mà cho cái gia đình của em càng ngày càng hạnh phúc.
cứ thấy là cái mới đầu là căng thẳng, nhưng bây giờ là khỏe rồi. Bây giờ là bạn này còn 50 thôi, đúng không? Rồi bạn này cũng nghe lời chồng, những cái chuyện mà chồng yêu cầu rồi. Thì sau này cố làm sao mà hai người hợp nhất vô làm một. Chúc cho hai em mãi mãi giữ cái lửa hạnh phúc như thế này. Và cuối năm sẽ có tin vui ha. Cô chú Thiên Hà. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt. Nam thần, em không tâm là nó đẹp thiệt luôn á. Nam thần của màn ảnh Việt, trời ơi. Lâu lắm rồi mới gặp lại em luôn á. Dạ, chào anh, chào cô. Trời ơi, có thời gian diễn ở sân khấu chị luôn đúng không? Trời, lúc mà Ngọc Thuận về diễn ở sân khấu của chị là thời điểm Ngọc Thuận đẹp nhất. Dạ. Thanh xuân nhất. Em nhớ diễn cái tuần nhưng mà đi thi liên nỏ hoan sân khấu. Nỏ thần, chính xác. Trời ơi. Nhiều nữa chứ con ha, mà tại vì nổi bật lên là cái nỏ thần á. Có một tuần là khoan để cho con chào quý vị khán giả chứ. Dạ, vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên gì? Em giới thiệu thôi bây giờ sẵn nghe con giới thiệu luôn đi. Con giới thiệu xong rồi để vợ con sẽ tự giới thiệu về bản thân. Dạ, xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Còn đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc. Con hiện bây giờ con đang phụ gia đình con, có một công việc riêng, với lại con có... Giới thiệu tên tuổi thôi em. Khoan, nghề nghiệp từ từ. Nói luôn đó con, nói luôn đó. Với lại con đang kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Con tự giới thiệu đi về cái mảng kinh doanh của con á. Trên mạng đó thì con kinh doanh về những cái thương hiệu gì? Con những cái sản phẩm dành cho kiểu như là làm đẹp cho phụ nữ nè. Tất cả các mặt hàng như là một cái tạp hóa vậy á. Là bán hàng trên TikTok của cái trang của em luôn. Tên là gì? Trang TikTok của em là gì? Tên con luôn á. Con nói đi, con nói đi. Tên là Ngọc. Cái gì Ngọc mới được? Em quên rồi. Ủa, con nhớ không Thuận? Con nhớ rồi con nói đi. Cái gì vậy? T.B. Ngọc. T.B. Ngọc. Rồi. T.B. Ngọc là có bán sản phẩm trên đó. Mọi người có nhu cầu về những sản phẩm làm đẹp thì cứ lên trang TikTok của T.B. Ngọc. Phụ nữ làm đẹp, chăm sóc da, rồi chăm sóc sức khỏe này kia hết. Giờ con bán nhưng mà con biết hết tại vì con hay ngồi xem. Đúng rồi, con phải hỗ trợ chứ. Ngọc năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cưng? Em năm nay 20 tuổi rồi. 20 tuổi. Em lớn ghê luôn ha. Sắp 20 rồi, 19. Sắp 20 rồi. 19 hả? Dạ. Vậy là sanh 2003. 2003. Thôi nhỏ xíu luôn trời. Tại giờ vợ của em á là thích mình lớn chút xíu luôn, nào là 20 đó. Nhưng mà chính xác là 19. Thường năm nay là bao nhiêu ta? Em 38. 38. Cũng hơn nhau ít ỏi lắm. Đâu có nhiều. Gần 2 thập kỷ. Đó. Nhưng mà sao thấy cũng không có chênh lệch nhiều. Thực ra là như vậy, bởi cho nên là Thuận nó giữ nhan sắc của nó quá hay luôn. Ủa, em tưởng đâu em là vợ em là chênh lệch nhau lắm luôn rồi đó. Anh ở đây còn ghê hơn nữa. Em là ngưỡng mộ cặp vợ chồng của anh lắm luôn á. Nhưng mà cái không phải là vì ngưỡng mộ vậy mà em cố tìm một người vợ trẻ đâu nha. Duyên rồi em. Duyên số, cái này gọi là duyên số. Đúng là duyên số, với lại là thực ra là nhìn bé Ngọc á thì cho dù là cái người mà gọi là cho dù có một cái lời thề là sẽ không lấy vợ thì cũng sẽ phải bỏ ngay cái lời thề đó. Xinh đúng không? Vì bé Ngọc nhìn như một cô công chúa vậy đó. Như búp bê á. Thiệt, nói chung là nhìn bé Ngọc là coi như là không ai có thể là có thể kềm kềm được cái trái tim của mình thổn thức, đúng không? Dạ. Bây giờ cô biết tại sao mà con có thể lấy vợ mà thần tốc như vậy luôn. Con nói thiệt với cô luôn nha, con vừa gặp vợ con thôi. Con vừa gặp vợ con là lúc đó con cũng chưa có xác định là con cũng quen mà con không có xác định là rõ ràng với ai hết trơn á. Với con cũng nghĩ là chắc con không lấy vợ đâu, con chỉ là quen rồi giống như cuộc sống mình cái thời gian đó mình gặp ai thì mình giống như mình cứ đi vậy thôi, mình cứ tập trung làm việc lo cho cuộc sống, lo cho gia đình rồi giống như nó là vậy thôi. Nhưng mà khi con gặp vợ con thôi, con đứng từ xa con khoanh tay nè. Nhìn giờ con đứng đằng kia, giờ con vừa bước vô cửa con đang đứng quay lại thấy vợ con khoanh tay nè. Có nào là vợ mình không ta? Mà mới gặp vậy thôi, con chưa có nói chuyện chưa gì hết. Cái đó là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đúng đó, rồi. Cái lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Một người bạn đúng không, là đám cưới của người đó. Xong rồi gặp vậy thôi, rồi đáng lý ra là con ngồi bên một bàn khác.
nhưng mà con thấy vợ con như vậy con không thể ngồi bàn khác được, con mới kiếm cớ, tại vì trong đó bạn con không à, con mới kiếm cớ ê làm một người bạn trong cái bàn của vợ con. Con để được ngồi chung đó, bàn á hả? Ngồi đó thôi chứ con không có làm gì hết. Con mong men là con lại ngồi gần con vậy, có ngồi con được gần Ngọc vợ, không? Con không có nhìn vợ con. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện hay là con ngồi xéo xéo? Con ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện để dễ nhìn hơn. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Con không nhìn vợ con. Lâu lâu có nhìn trộm không? Con canh vợ con không nhìn, con mới nhìn. Tức là con không có cho vợ con biết là con nhìn vợ con. Đó. Con chỉ giống như là không ai biết là con đang nhìn vợ con hết. Chỉ là con nhìn rất là gọi là kính cái phần đó. Đó. Sau chuyện này anh Tuy mới tin hơn là đúng là phải đến một cái thời điểm nào đó cái cảm giác như là ông trời sinh ra phải là của nhau vậy đó. Đúng rồi. Có thể là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm sau đúng mới rồi. Tìm được cái người. Nhưng mà cái khúc cái khoảng thời gian đó là con chưa có rõ ràng về cái những cái mối quan hệ. Cô nhớ mà tại vì là cái thời điểm mà đi quay Gạo Nếp Gạo Tẻ với Thuận á là Thuận vẫn còn nói là trời, tại vì cứ hỏi ủa Thuận sao tụi nó có vợ hết trơn mà sao con cứ phòng không hoài vậy Thuận. Nó chắc con lấy vợ quá cô. Thực sự chưa bao giờ mà Thuận nói là Thuận sẽ phải năm này sẽ phải lấy vợ rồi năm tới sẽ phải có con hay gì, chưa bao giờ có cái chuyện đó. Chưa có một cái kế hoạch đó. Đúng rồi, không em có không kế hoạch. Hề có kế hoạch luôn. Và lúc gặp vợ con á là con cũng chưa có xác định gì hết trơn, chưa xác định với ai, mặc dù con cũng có bạn rồi này kia. Nhưng mà khi gặp vợ con á thì con có cái cảm giác đầu tiên là cái tiếng nói dội lên trong đầu, có khi nào đây là vợ mình không ta? Đó. Thiệt luôn, thật sự là vậy á, mới cảm thấy như vậy á. Rồi cái sau này con cũng hỏi vợ con á là lúc em mới gặp anh á em có đâu bây giờ đây cô hỏi nè. Ngọc, con nói cho anh Tuyên là cô này với mọi người biết đi, cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa, là diễn viên chưa, hay là con đừng có nói với cô là con không coi phim Việt Nam nha. Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, xong mà nhìn sáng đẹp dữ quen, xong rồi con hỏi bạn con rồi hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong em con lên mạng sợt đúng rồi anh này hay coi Gạo Nếp Gạo Tẻ là cũng đi tìm ngay lúc đó luôn đúng hả? Rồi em đi tìm trên mạng nên em em thấy ở ngoài sao trẻ hơn ở trong hình dữ là con cũng có ấn tượng đẹp liền đúng luôn đúng không, tại tự nhiên cái chỗ bắt sáng giống vậy rồi sáng trưng cái chỗ đó lên rồi xong lúc thấy. Lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Không, là con ngồi bàn đó rồi xong con ra con chụp hình, tự dưng thấy anh này đang ngồi trước mặt mình đâu ra tự dưng qua cái bàn của con ngồi á. Ừ thì đó, đó thì lúc đó hồn. Cái trái tim hết con nó có đập không? Nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê tại con nhìn mấy con trai không à. Đúng rồi. Tại vì bàn đó con trai nhiều, con có nhìn mấy người bạn con trai con không à. Tưởng con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là con uống, nhưng mà nhìn con canh hết, canh cái bàn tĩnh lặng con mới liếc qua một cái xong quay lại. Thì bạn con mới tưởng con là bị đê, bạn con hỏi mà. Khoảng thời gian đó lâu chưa em? Cái năm đó năm nào ta? Năm trong năm nay nè. Ê không nhầm. Năm vừa rồi á. Năm rồi, năm mới thức thì đây luôn á hả? Vâng, tụi em quen nhau và cưới nhau chứ trong vòng thần không quá một năm. Thần tốc lắm á. Thiệt. Quyết định trong vòng có một vài tháng là quyết định đám cưới. Hàng và chưa đến bây giờ anh Tuyên mới biết luôn á. Rất là, nói chung là nó là như vậy. Hai tụi con quen nhau hai tụi con là sau cái bữa đám cưới đi, bắt đầu con kể từ cái mốc mà sau cái sau buổi, cái bữa đám cưới đúng thì rồi. Là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó, loáng thoáng một cái tên thôi. Con không có hỏi, không hỏi bất cứ ai hết ở trong bàn tiệc nó không nói chuyện luôn hả, nói chuyện gì đó nhưng mà nghe loáng thoáng một cái tên là Ngọc. Thì con mới về. Bây giờ cái manh mối đầu tiên là như vậy, nhưng mà nếu mình đi hỏi á thì nó quá là dở, là coi như là mình ấy là cái này mình dựa vào duyên số, nếu thật sự là vợ của mình á mình cứ dựa vào duyên số thì tự nhiên vậy đó con tìm được luôn, mà lên Facebook là tìm được luôn đó, con tìm được đúng vợ con luôn, mà hình avatar của vợ con á là che cái mặt, che nửa mặt, che hết cái mặt trừ cái điện thoại nè, mà con tìm ra được đó. Sao kỳ là vậy? Cứ sao lên vậy? Đi vô tìm kiếm là gõ tên Ngọc rồi lướt được gõ tên Ngọc mà dứt một phát ngay đúng luôn, xong rồi cái nhắn cho vợ con, có nhắn cho vợ con vậy nè. Không nhớ chính xác lắm nhưng mà nhắn vợ con là khen vợ con dễ thương. Nhưng mà con nói là chắc là mình không có cái gì đó đại khái rồi, chỉ nhắn vậy thôi, tụi mình cũng không làm bạn. Vợ con nhắn lại là
mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không, thôi tụi mình không có làm bạn gì đó, không có làm bạn gì với em hết á. Xong cái tự nhiên vợ con lóc con luôn. Con thấy là tự dưng vô duyên quá. Vô duyên sao mình làm quen người ta mà mình không có làm bạn. Con cũng nói thôi, chỉ nhắn gì thôi là kết thúc, không coi như là kết thúc ở đây. Không có lý do tại sao làm vậy, trong khi em thích, em đã xác định tức nữa. Là hiện cái thiện trạng lúc đó của em á là em chưa có xác định gì hết, mà em chưa biết là em thật sự hay là em chỉ là chỉ bị choáng chút xíu là em gặp vợ em vậy thôi. Con gặp vợ con vậy thôi, rồi nhiều khi giống như là như bao lần mà con bị nhìn hớp hồn chút xíu vậy thôi, thì con mới bình tĩnh lại, con mới nói vậy đó, không có làm bạn gì hết, chỉ nhắn vậy thôi, chỉ nói cho em biết là anh thấy em dễ thương vậy đó, rồi anh biết em vậy thôi, rồi xong cái giờ con lóc con luôn, là hai đứa không liên lạc nữa. Vậy á, đâu để Ngọc nói coi lúc đó cảm giác con thấy đúng là xàm xí đúng không? Thì đúng rồi, thấy xàm xàm sao, tự nhiên cái vô nhắn tin cho con xong rồi gỡ, xong con hỏi gì thì nói nguyên đống vậy á, xong con chặn luôn. Chận luôn. Chận. Rồi sao nữa? Rồi sau đó là cái cảm giác của con là nó có quên liền không? Hay là vẫn cứ khó chịu trong lòng, cứ là... hình ảnh nó cứ lởn quởn rồi để tạo cái sự tức cho con? Không có quên. Ngày nào có hai, con nói thiệt con nha, là con có một cái nick để dùng đi theo dõi những cái người con chặn á. Ý là có anh Thuận trong đó. Ngày nào con vô con muốn xem á, xem như thế nào, như thế nào. À, chặn bằng nick kia mà thật ra cái này là theo dõi. Theo dõi mà. Nhưng mà cái thời điểm đó đó cô, là con đang ở Đà Nẵng, có công việc ở Đà Nẵng. Con ở Đà Nẵng suốt rồi, ít ở Sài Gòn lắm. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn. Con chả nghĩ tới, nói chung lâu lâu lúc có đi trên máy bay á, đi di chuyển bằng máy bay qua lại, con có lâu lâu nhớ tới vợ con. Nè, con nói nếu mà thật sự cái người đó mà là vợ của con á, con nhìn thì chắc chắn vợ con còn nhỏ, con nhìn cũng biết. Nếu mà thật sự là vợ của con á thì hãy cho tụi con tiến tới luôn, và hãy mở cho con một cái con đường sáng nhất, mà coi như là tiến thẳng tới là cưới vợ con luôn, chứ đừng có cho con yêu đương rồi giận hờn vu vơ gì hết. Hãy cho con làm một phát một luôn. Vẫn có một con đường ở trên, ngồi trên máy bay á, con có thì thầm như vậy đó, vài lần như vậy, hiệu nghiệm luôn. Vài lần như vậy xong rồi tự nhiên cái một bữa nọ là con về con quay phim, có lịch phim mới, con về lại Sài Gòn thì vừa mới xuống sân bay rồi cô, thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy á hả? Em Facebook nó ủa hôm bữa là lóc rồi, lóc rồi mà giống như kiểu mà con cũng không có tìm gì hết á. Xong mới ẹp cái nó, con mới ủa kỳ ta, sao tự nhiên ẹp Facebook mình. Con nghĩ đầu đó, nguyên buổi con về làm buổi trưa, tới buổi tối á con mới nhắn lại cho vợ con. Nhắn như là chấm hỏi hay là gì đó. Con hỏi vợ con gì đó không thấy trả lời, gọi luôn. Em muốn kỳ thiệt ha. Dạ. Nhưng mà để hỏi Ngọc coi sao lúc đó con lại ạch Facebook anh lại vậy? Tự dưng con thấy con, tự dưng con vô cái danh sách chặn của con á, tự dưng mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Không. Cái con kết bạn xong con lại hủy, thì anh này thấy anh Thuận. Nhưng thấy. Mà con tới tin nhắn nó kết bạn vô là con đã thấy rồi. Hiểu không? Tín hiệu của vũ trụ đưa xuống á, sau khi những cái chuyến mà anh ngồi trên máy bay anh xin là cho con đến hẳn luôn đi đó. Cô là biết, đưa xuống cái bụp. Cô biết không, là con vừa tin nhắn đó thôi nha, con nói với vợ con nha. Con nói với vợ con luôn á là con nghĩ trong đầu á là mình có 24 tiếng để giải quyết râu ria rễ má của mình. Tức là những cái mối quan hệ mà nó không có rõ ràng á, là con hỏi hết tất những bạn mà con cảm thấy là những người bạn đó xứng đáng được hỏi, những người bạn đó mình nên nói chuyện. Thì những người bạn đó là cũng chỉ là quen với cho vui thôi này kia, không có một cái gì hết. Thì nó rồi thôi vậy thôi anh sẽ thôi mình, thôi mình cái mối quan hệ đó trong vòng 24 tiếng là con con nói là con sẽ giải quyết hết. Thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con để nói chuyện với vợ con. Lúc đó vợ con là ra con nói chuyện với vợ con luôn. Mới ngày đầu tiên thôi. Là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Là chưa biết gì nhau luôn. Chưa biết gì nhau hết. Là vừa mới xuống máy bay. Đó. Xong rồi đêm đó con nói chuyện ngày hôm sau là xóa hết những cái mối quan hệ râu ria. Giải quyết chứ không phải là giải quyết. Tức là mình giải quyết hết, nó không còn gì vướng bận gì hết của mình hết. Tức là sau đó là qua sáng hôm sau đó là gặp qua tối hôm sau nữa. Tức là qua tối hôm sau đi làm về là con hẹn vợ con hay vợ con hẹn nhau. Hẹn vợ con chỉ đường đi lạc một tiếng đồng hồ.
Tức là hẹn, tại vì về khúc khúc đó là gặp nhau rồi, nhưng mà con đi lạc một tiếng đồng hồ mới gặp vợ. Và vợ con vẫn chờ. Tức là hai đứa là hẹn ngoài đường, hẹn ở một cái chỗ nào đó, không phải là nhà đúng ở không? Ở hẻm, đầu hẻm nhà vợ con, nhưng mà mà không biết chỉ sao con đi lạc một tiếng. Mà con vẫn em chờ. Em người Sài Gòn, sống với ba mẹ ở đây. Nhưng mà nhà vợ con là ngay cái trục đường về nhà của con luôn, mà con đi lạc một tiếng đồng hồ, không hiểu sao. Trời ơi, thử lòng đó giống con. Giống như là kiểu giống mình như... con bị lúc đó cái trong người con nó có cái gì đó thúc đẩy nôn nóng, mà nó hồi hộp, nó rất là ấy, mà tay chân con giống như nó không có còn được tự chủ được đó, tự chủ được. Mà con chạy xe con ráng cố gắng là phải cẩn thận, phải tới và phải làm sao mà nhanh nhất để chờ mà không biết chờ mà thì tới xong rồi ra ngồi quán nước, hai người ngồi nói chuyện xong tự nhiên con vô thẳng vấn đề luôn, nói chứ anh không có quen chơi, anh biết em còn nhỏ. Bây giờ nếu em quen với anh á, em quen với anh á thì được á, thì tụi mình tiến tới luôn. Chứ bây giờ quen xong lỡ đâu 5 tháng, nửa tháng hay là năm gì đó tự nhiên có chuyện gì đó giận hờn chia tay, là em là người mệt, em là người buồn, chứ anh đâu buồn, anh bị quá nhiều, anh nó bị quen quá rồi. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con, thì ông vợ con đúng đó. Vợ con nó nói cho có hả? Nói là mẹ khùng dữ. Đâu mà kể coi, Ngọc kể coi lúc đó sao mà em có thấy Thuận có bị sổ sàng quá không, trong khi đó chưa biết gì hết. Đúng rồi, Ngọc kể cái cảm giác của con đi. Sao? Đúng rồi, lúc đó con thấy là xong, má ơi, mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con nữa. Con nhưng mà con vẫn đang khùng. Con không hiểu sao lúc đó con luôn. Mà lúc đó em còn đi học không? Lúc đó em dạ không ạ. Lúc đó là em gia đình em á định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận cái không? Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn đó. Xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau. Xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không? Vợ con không. Vợ con có người yêu không có gì hết. Thì em mới lớn mà, em nhỏ xíu. Cái vợ mà. Con, nhưng vợ con là cũng có bạn thời đi học này kia cũng có, nhưng mà thì mình sẽ hỏi đàng hoàng xong rồi vợ con hỏi lại, con nói luôn là anh đứng đây là anh hoàn toàn sạch rồi đó. Không có ai hết đó. Xong bắt đầu hai đứa mới vô mới nói chuyện. Nói là từ bữa đó tới ngày hôm nay là hầu như ngày nào tụi con cũng gặp nhau. Chị Vân thấy không? Có nhiều cái khoảnh khắc không? Vừa trên máy bay xuống tự nhiên vô tình bạn này bật lại kết bạn ngược lại, thì đâu vô tình mà Thuận lại cầm điện thoại lại lướt lại thấy cái đó liền, rồi bạn này bật xong rồi lại cái hủy tiếp chứ bộ. Mà nó như vậy nè anh Tiên, là đó, vợ con vừa cái tích tắc mới ẹt con á là vợ con gỡ ra liền. Đúng rồi, chứ không phải là ẹt để chờ con ẹt. Ẹt xong có đâu có mấy phút sau là gỡ ra là con thấy rồi, con đã thấy rồi. Đúng nhưng rồi, không có nói để con coi tới tối làm sao. Con thấy... ấy xong đến tối con mới gọi luôn đúng, đúng không? Thấy con thấy không ổn rồi con gọi luôn. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á. Rồi con nói, con có nói lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Lúc đó hả? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai hay gì á. Tại nhà con không có cho con quen sớm. Thì lúc mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Không, con chưa có nói là anh Thuận. Xong rồi khi ba mẹ kêu á thích quen ai thì dẫn về đây. Tại vì ba mẹ con trách con á, quen ai không bao giờ dẫn về. Chỉ có nói cho anh chị con biết thôi mà không, ba mẹ không được biết. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Xong trước khi đó con có nhớ hàng là anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á. Con làm con, nghề nấu ăn. Đúng rồi, nấu ăn á con. Xong rồi con chị, anh này đẹp trai ghê luôn á. Này mà con rể của ba thì sao? Chỉ là giao đãi thôi đúng không? Đúng rồi. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi, mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Chưa có vợ tao chết liền. Đúng rồi, kêu là chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con nhắc anh Thuận về nhà. Rồi gặp Thuận rồi phản ứng cô chú làm sao? Ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Nên là có tin liền không? Ngay có bữa, tình. Ngay hôm đầu tiên gặp được ba mẹ vợ con bây giờ là con xin phép luôn.
Nhưng mà xin cưới luôn hả? Lúc đầu ba mẹ có nói là có nghi là bị BD không mà giờ này chưa không, có vợ không? Không có nghi, ý là không thắc mắc là tại sao giờ này mà con chưa có vợ. Đúng rồi. Có hỏi không? Ba mẹ có hỏi thường không? Không hỏi luôn. Chỉ có điều con hơi liều cái là vừa gặp ba mẹ vợ con lần đầu là con xin phép cho mẹ con lên nói chuyện cưới luôn. Chứ con không có chờ là gì hết á. Tại con đã nói trong lòng con rồi, con gặp đúng người là phải cưới liền đó. Là con đi thẳng luôn. Chứ lúc đó là hai đứa em có khoảng thời gian để tìm hiểu không? Hay là bập liên tục như luôn? Cái khoảng thời gian tìm hiểu á, tức là khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á. Nhưng mà lúc mà hai đứa mà nói vợ em đồng ý rồi đó, em mới gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt không mày? Chắc mẹ cũng hết hồn. Nhỏ có bầu hả? Mẹ hỏi liền nhỏ có bầu hả? Nhỏ có bầu hả? Mấy tháng rồi. Nói không có, tụi con chưa làm gì luôn. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á. Tức là cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con. Tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra là tự nhiên là con làm gì vợ con buồn. Tại vì cái chuyện đó, cái chuyện đó đối với con nó quá bình thường rồi. Nó không có phải là một cái cuộc gì đó mà con phải cần có cái chuyện đó cả. Cho nên là con vợ của mình mà giữ mình, không có nghĩ là giữ mà là vợ của mình mà, không có gì mình phải nghĩ tới cái vấn đề gì hết á. Mình cứ làm xong hết mọi chuyện, lo liệu hết xong xuôi mọi chuyện hết đi, vợ mình rồi lúc đó rồi mình gần nhau cũng được. Đó cho nên là con nói với mẹ con chắc chắn là có bầu. Bạn bè con mời ăn nói gì lẹ vậy, có bầu vậy? Tại vì bạn bè con biết coi con mà có bầu hay sao vậy? Nó không đi đám cưới theo chưa có bầu bây giờ nữa. Bằng chứng là bây giờ chưa có bầu. Cái khúc quen nhau mọi người còn không biết mà đi đụng cái đi đám cưới. Nhưng mà ủa mà Thuận sinh là cưới con mà lúc con còn nhỏ xíu vậy mà ba 18. Mẹ con ba mẹ con cho con lấy chồng sớm vậy luôn á. Ba mẹ con kiểu là cứ kêu con là suy nghĩ kỹ chưa, tùy con quyết định thôi à. Chứ vậy thấy đó. Anh Thuận cũng được rồi. Nhưng mà ba mẹ con có thích anh Thuận không? Có thích anh Thuận đóng phim không? Cái chàng rể này ok quá. Ba mẹ con không phải là thích người đóng phim mà là thật sự là tới bây giờ con, tại vì hai đứa con là ở gần nhà ba mẹ con luôn. Là ba mẹ con thấy con giống như là một đứa con của ba mẹ vợ con gì đó, chứ không phải là con rể nữa. Mà nó gần giống như là con dâu mà là con ruột luôn á, ý kiểu nó là nó rất là không có một cái khoảng cách gì hết. Anh phải công nhận là nhìn Thuận á là ập vô đầu tiên là thấy cái độ chân thành. Không có cái độ có cái gian xảo á, từ cái nét điệu á. Dạ đúng rồi, từ cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái những cái thái độ của mình, cái hành vi của mình không có gì gọi là để cho bất an cho ba mẹ. Có thể là nhờ cái đó thì cô chú mới tin. Không phải đâu, với lại thực ra mà nói á là nếu như ba mẹ mà có coi những cái phim mà Thuận đóng á thì là chắc cũng đã có cảm tình với cái người diễn viên này rồi. Bởi vì thường những cái vai Thuận đóng á toàn là những cái vai mà kiểu chính diện á, rồi những vai hiền lành á. Gào nếp gào tẻ, ba mẹ coi đúng gào nếp gào tẻ. Thì đó, thì cái vai, thì đó, cái vai đó nó quá dễ thương đi. Rồi thành ra là đó là ba mẹ cứ kiểu như là những người khán giả đó, ở như là các phụ huynh á, là thường cứ mặc định luôn là với cái người đó. Mà đóng cái vai đó mà thành công á, mà tạo cái dấu ấn tốt đẹp á, là cái người diễn viên đó là cũng sẽ giống như là cái nhân vật đó đó. Thường là hay bị ngộ nhận cái đó lắm. Nhưng mà ăn thua là sau này khi mà bắt đầu tiếp xúc trực diện rồi thì là còn giữ được cái cảm tình đó hoặc giữ cảm xúc đó hay không là lúc đó mới là Ngọc Thuận đó. Đúng không? Ngọc, cái quá trình mà trước khi mà em giới thiệu Thuận cho cô chú biết á, thì lúc đó hai đứa quen nhau thì quá trình mà đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Hơi khó hơn chút xíu. Hả? Tại vì anh Thuận á là làm về khuya, quay phim á về khuya 11, 12 giờ lận á. Mà nhà em khó lắm luôn á. Giờ làm em mới sao? Dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ. Là em buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu. Thì ba mẹ em có khóa cửa. Nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Đến giờ cô chú chưa biết luôn. Ngày nào cũng gặp nhau khoảng 30 phút nói chuyện gì đó. Nhiều khi 10, 11 mấy cái quán sinh tố kế bên nhà cách mấy căn nhà gì đó. Tại vì ba mẹ em là làm buôn bán bỏ mối rồi nên là 9 giờ là phải ngủ. Rồi 2 giờ là phải dậy để soạn hàng. Cho nên là cái khoảng thời gian 9 giờ tới 2 giờ là ba mẹ ngủ. Là giờ vàng của tụi em á. Tụi em gọi là giờ giới nghiêm là 2 giờ.
trước 2 giờ là phải về nhà đó, giống như là Juliet vậy đó. Đúng rồi, nó leo ban công đúng rồi. Nhưng mà bữa nào mà vợ con kiểu vui với bạn quá quên quên tới 2 giờ là bữa đó con chết luôn, là con chết rất là khó, con bị thấy có lỗi vô cùng luôn. Kiểu từ lúc cưới vợ con tới giờ là tụi con bị hai lần hả? Hai lần bị như vậy. Hai lần là tới giờ sinh nhật của bạn không về được, sinh nhật của bạn vui quá bạn không cho về. Mà em cũng gan ha. Dạ đúng rồi á. Trốn như vậy, đặt trường hợp lỡ như cô chú vô tình thức giấc hay là vô tình cái gì rồi sao ta? Em chết luôn. Có bị ai bắt gặp chưa? Có chị em mà chị em bảo che cho. Đến giờ cô chú chưa biết, nãy mới xin lỗi con, xin lỗi ba mẹ không ạ? Ba mẹ em không biết. Ý là cái khoảng thời gian đó tụi con, tại vì con đi quay cái phim á, sáng 6 giờ có mặt. Quay không, bối cảnh không hiểu sao đó, cái khoảng thời gian mới quen vợ con quay mà 3 tháng liên tục. 6 giờ sáng có mặt, 11 giờ đêm về, mà ngày nào cũng vậy á. Mà mình mới gặp vợ nữa, không biết tìm hiểu sao mà chẳng lẽ rủ con gái người ta đi khuya rồi đi đâu con. Cuối cùng là ở gần nhà nó có cái chợ bán sinh tố á, cứ ra đó ngồi, ngồi chạy liều đó luôn. Cứ ra uống ly, hết ly sinh tố về, hết ly sinh tố về. Xong rồi con sáng là con lại phải thức sớm đi quay. Mà liên tiếp trong 3 tháng trời. Đúng là chỉ có tình yêu tình mới yêu, làm nổi cái chuyện đó chứ sức đâu. Chính xác. Trời ơi, ngủ có chút xíu à ha con. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Thực ra là gì nè, cô thấy qua cái chuyện này á, cô thấy dường như nó là định mệnh. Mà người ta nói gọi là hai nửa vầng trăng á, là của nhau là phải gặp nhau. Có cái phim mà Two Moon in Junction á, là nó đúng như vậy luôn. Nó khớp đến đúng thời điểm luôn. Thuận là chắc cũng trên trển xuống á, cũng lỗi lầm gì á, xong bị đầy xuống, đúng không? Rồi đến hết cái nghiệp đó rồi bắt đầu mới đưa đúng rồi, đưa đúng tiên rồi. Nữ xuống, đạp tiên nữ xuống nó rồi cứu vớt đời nó đi. Đó là mấy chục năm là trời, luôn. Mấy chục năm trời mới được vậy. Lúc mà con chuẩn bị cưới á, con cứ chơi với một số bạn thân á, thì một số người cứ lôi ra ngồi vậy nè, hút thuốc, con không biết hút thuốc, con ngồi vậy đó uống cà phê, cái bạn hút thuốc rất trải đời. Xong em lấy vợ là sau này em sẽ khó khăn đủ thứ á. Bây giờ nói chung là bạn con toàn đưa ra những cái mà mình chưa lấy vợ mà đưa ra cái mình muốn lấy vợ luôn. Xong rồi bạn mới nói với con á là mình một mình đã khó rồi mà bây giờ mình có vợ nữa thì mình sẽ không có vươn tới cái đỉnh cao nữa. Con cũng nói với bạn con một câu mà chắc bạn con cũng hơi buồn con chút xíu. Con nói đỉnh cao của em là hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp của em đã gần 20 năm rồi, em thấy nó vẫn vậy. Tiền bạc có lúc có lúc mất. Đến giờ phút này đỉnh cao của em là em cảm thấy một gia đình hạnh phúc. Em không biết là em với vợ của em sẽ sống với nhau được bao lâu, nhưng ít ra trong cuộc đời của em đã có một khoảng thời gian đó hạnh phúc. Còn lại em chả quan tâm nữa. Đúng vậy là đủ. Thấy chưa? Hạnh phúc là lựa chọn. Dạ. Hạnh phúc là yêu thương. Đúng không? Đúng với cái cặp này luôn á. Đó, mà lựa chọn phải đúng thời điểm nữa, đúng không con? Công nhận ha, nó ngồi trên máy bay mà nó khấn, nó cầu trời khấn Phật sao mà thiệt luôn á, mà cứ linh nghiệm luôn á, đi con đường ngắn nhất luôn mà ngắn thiệt. Con nhìn ra cửa sổ á, cứ bay cao, con nhớ là cứ đạt độ cao nhất là ngồi con nói. Đó. Mà cái thời điểm đó con đi máy bay hoài. Đó. Mà ngắn linh quá vậy. Con công nhận là ngắn thiệt không? Con như xuống một cái là gặp liền, đúng không? Là nhận được một cái tin liền, đúng không? Rồi 24 tiếng đồng hồ sau là gặp liền. Mà nó có một cái trùng hợp nữa nè. Cái chuyến bay Đà Nẵng đó là cái chuyến bay mà con xong việc cuối cùng ở Đà Nẵng, là từ đó tới giờ chưa quay lại Đà Nẵng. Con thấy là đúng là có sự sắp xếp luôn á. Thiệt luôn quá, dạ. Sắp xếp mặc đó. Dù là công việc Đà Nẵng vẫn còn nhưng mà nó không cần con phải đi ra đó nữa. Đúng nghĩa là hai chữ định mệnh. Chuyến bay đó. Cuối cùng từ lúc mà con gặp vợ con tới giờ quay trở lại Đà Nẵng. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau là được mấy tháng ta? Bữa cô mới đi. Chính xác là 17 tháng 12, 17 tháng 1, 17 tháng 2, 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi coi như chính thức về ở chung với nhau. Đúng không? À em có muốn hỏi gì về cái vấn đề mà em muốn tìm hiểu không? Kể hết rồi. Không, cái chuyện mà ví dụ em thường hay hỏi đó. Kể luôn rồi, là gần đến đám cưới mới có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà rồi họ như thế nào? Họ giữ cho nhau lên lúc đó. Thì đó về khoảng cách về tuổi tác nhá cái đi nhá cái đi trả lời cho tuổi tác này cái nọ họ có hòa hợp không như thế nào đó.
Đúng luôn á. Giống như là em lớn hơn bé Ngọc cũng gần 20 tuổi đúng không? Đúng rồi, 17 tuổi. Và chắc chắn là nó sẽ có những cái khoảng cách, khoảng cách về cái tư duy, khoảng cách về suy nghĩ. Thì đôi lúc khi nào nó có những cái bất đồng về mấy cái đó không ta? Câu đó rất là hay luôn. Mọi người nhìn vô thấy khoảng cách đúng không? Con giờ con không có khoảng cách nào luôn. Con trẻ hóa đi. Sáng coi hoạt hình chung vợ con. Vợ con là đúng đúng giờ là ăn, đúng giờ là ngủ. Sáng dậy coi hoạt hình. Tối dọn dẹp coi Elsa hay coi gì? Coi tùm lum á cô, tức là hoạt hình, tức là giống như là một bé gái mà trong độ tuổi cấp 2, cấp 3 gì đó. Rồi bánh tráng trộn, nói chung là giống như một con đang cảm giác giống như là lâu lâu con chọc á, cháu cần ăn gì chú đi mua. Nhưng mà con nói cô cái điều này không biết là vợ con sau này có vậy không nữa nha, nhưng mà có cái điều này là con thấy hơi bị ấy luôn á, đó là vợ con chăm con quá. Nhiều khi hai đứa ngồi chơi thôi con nói cái con coi coi nè, con nói ôi cái này anh thích quá, mà nếu sau này mà anh mà có ấy chắc anh sẽ mua cái này. Sáng ngày mai cái món đó nằm ngay trong nhà luôn. Bất cứ là món gì. Hiểu tâm lý em vậy luôn á. Con hay đang sống với một bà tiên. Có nghĩa là cái là như giống như ông Bụt á, cầu được ước thấy đúng đó. Đó. Chỉ cần cái đây chỉ cần ước là đó, ngày mai có. Không có ước mà ngồi không có gì nói á. Tại vì á con á là con về á, có nhiều người á tức là điện thoại đồ này kia là phải để cá nhân riêng. Nhưng con nghĩ là mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cuộc sống của con muốn cái gì đó nó thoải mái. Con không có muốn cái gì đó mà phải suy nghĩ. Ở trong nhà là mình phải thoải mái nhất có thể. Điện thoại con là vợ con muốn coi gì cũng được, muốn làm gì giữ điện thoại, trả lời tin nhắn của con luôn càng tốt. Cái đó là đó. Một cách tốt nhất để cho cô ấy khỏi có suy diễn. Thì con lướt á, con lướt cái con like hoặc là con bỏ vô giỏ hàng á. Là vợ con thấy rồi, mai vợ mua đem về là cho con luôn là mua. Nhưng mà rồi á, cô hỏi nè, ví dụ giờ á anh Thuận như vậy á, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Con có sợ là như anh đi đóng phim này kia nọ rồi nhiều chị thích không? Con có sợ không? Con hả? Không biết sao chứ con cũng không có sợ, không ghen. Lâu lâu thì con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Con tin tưởng anh Thuận đúng không? Rồi ngược lại á thì là con có ghen, là con có sợ là con có ghen nha. Ví dụ như vợ con mà, nhưng mà tại vì vợ con ở nhà với con không à. Chứ nhưng mà con đã đi với vợ con mà vợ con đi ra ngoài đường mà có ai mà ấy, con có ghen á. Con ghen hả? Con ghen nhưng mà con không có nói như vậy. Nói riêng với vợ con là vậy là anh không thích như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như những cái người bạn của vợ con, những cái mối quan hệ bạn bè trước khi mà lấy con á, thì sao? Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à. Mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt theo anh Thuận. Dạ, xong rồi con vô luôn, giống như bạn của mấy đứa. Đâu vô làm ông chú chứ. Không, bạn mấy đứa luôn. Là mặc đồ y chang luôn, kiểu Áo thun rộng sọt rồi này kia. Nghe kể cho em thấy hình ảnh này em chổng không? Anh em giống nhau hết trời. Là con trẻ hóa, giống như giờ con, lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa luôn. Đúng rồi. Rồi giờ sao, rồi cái chuyện cái đó là cái may mắn của mình đó. Rồi cái chuyện kinh tế trong nhà thì là ai là người quản lý, ai là người chi tiêu? Giờ em nói, anh nói. Anh nói đi. Ok. Là vợ con bình thường ở nhà là vợ con chọc con dữ lắm. Tức là vợ con là giống như một cây hài vậy đó, chuyên chọc cho con, không bao giờ mà làm cho con buồn được. Chọc con là coi như cả ngày, mà nhiều khi quả em đừng chọc nữa, giống như để cho anh bình tĩnh lại, anh suy nghĩ lại chút xíu. Kiểu vợ con có cái tính rất là hài hước, nó hay chọc ghẹo rồi này kia trong nhà vậy đó. Nhưng mà ra ngoài thì lại nhét. Còn con ở nhà thì con lại ít nói hơn, ra ngoài thì con lại dạng hơn. Rồi nhưng mà vợ con được một cái là tiền bạc rất là sắp xếp rất là tốt, tức là biết quản lý phải không? Dạ, biết quản lý, biết con, chi tiêu. Dạ con để từ lúc mà chưa lấy vợ con mới thấy là chết rồi, mình một mình đó, nhiều khi mình còn gặp khó khăn này kia, giờ mình lấy vợ rồi thôi mà mình cứ lấy đi, mình đã giống như đã muốn, đã cầu nguyện, đã thật sự muốn lấy vợ, muốn mình yêu thương cái người vợ này của mình thì mình phải cố gắng.
thì con nghĩ là cưới về tụi con sẽ gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà từ lúc cưới vợ tới cưới vợ con về tới giờ á, con không có lo gì tới tiền bạc hết trơn á, tại vì con đưa cho vợ con hết luôn. Rồi vợ con sẽ là người quản lý, chi quản lý hết luôn thứ. Mà vợ con cái gì mà đưa vô trong két sắt á là gì, vợ con không thèm lấy ra, tức là vợ con có cách kiếm được những cái nguồn ở ngoài là chi tiêu trong nhà, là con thí dụ con đi làm gì về về tới cái gì vợ con biết con có tiền hay gì á, vợ con nói đưa đây, vợ đút vô cái sắt là cái tiền đó nó chỉ thêm thôi chứ nó không có bớt đi. Từ lúc nó tuy là ít nhưng mà nó thêm thêm chứ nó không có bị phơi đi, và con nó không có phải tính toán hay suy nghĩ là tháng này mình phải làm bao nhiêu tiền hay là mình phải chi tiêu làm sao. Vợ con giải quyết hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung? Hiện giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là vài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, là chắc khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây, thì xong tụi con mới là xây ở mới chính thức trong căn đó. Nhà đó Nhưng mà ý là cô nói là hai đứa ở riêng đúng không? Đúng rồi. Tức là tự quản lý nhau, quán xuyến cái nhưng nhà. Nhưng mà nó được như vậy là cô là ba mẹ con là làm việc theo giờ giấc mà, cho nên là cái buổi trưa á là mẹ con á rất là thích sum họp gia đình cùng ăn tất cả các anh chị em luôn. Hiện giờ là có chị của Ngọc ở xa về rồi nên là đầy đủ mặt hết buổi trưa. Ba của Ngọc trước đây, ba vợ con á là sẽ là người nấu, vợ con sẽ là người phụ, rồi mấy chị rửa chén rồi này kia, nói chung nguyên một nhà buổi trưa nó là như vậy, đùm tấm sum họp đó ha. Gom tụ lại một nhà. Rồi khi có con về á thì con biết nấu ăn mà, thì con vô phụ. Khúc đầu thì ngại không có cho con phụ, nhưng mà từ từ con muốn phụ tại vì con thích. Rồi bây giờ là đó, mọi người rồi cùng nhau ăn cái buổi trưa. Trừ những cái buổi mà đi quay ấy thôi, còn đi quay show như vậy nè là lựa cái giờ né buổi trưa ra hết. Né buổi trưa ra là để có một bữa cơm gia đình. Đúng rồi. Để có cái không khí nó ấm cúng với nhau. Hay còn hay nếu buổi tối mình rảnh thì cả nhà cùng đi ăn uống cà phê rồi hết nguyên ngày. Từ lúc cưới vợ về á con cảm thấy cái quỹ thời gian của mình nó vô cùng ngắn. Mở mắt ra quay qua cái tới tối là tại vì nó bận liên tục. Mà thấy anh Thuận nó linh hoạt hẳn ra luôn á. Tức là hồi đó cô đi quay với anh Thuận á, Ngọc lúc nào nói chung là nó u sầu lắm con. Thiệt nó u sầu lắm, ít khi nào nó có cởi mở. Nó quay thì nó quay vậy đó, xong cái nó đi kiếm chỗ nào nó ngồi nên liền. Ngồi mà nó không có cởi mở mà mặt nó không có tươi, mặt nó tươi nó buồn lắm. Có bây giờ thì là khác. Bây giờ thì rất là vui rồi. Đó thì cô muốn hỏi con nè, khi mà con về ở với anh Thuận á, anh Thuận còn có cái tật xấu gì không, hay là bây giờ anh Thuận là người hoàn hảo rồi? Tại cái khoảng thời gian mình tìm hiểu nó ít quá, ít ra thì về nhà nó phải lòi tật xấu ra. Không, chưa về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, thì con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Thì anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông. Em muốn vô phòng anh, em ngồi em nằm nghỉ được không? Xong anh Thuận cứ cản con không cho con vô. Đừng em đừng vô. Nhưng mà em năn nỉ mãi mở phòng ra hết hồn. Quần áo dục lên tứ tung luôn, là không biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông dục góc, quần áo đi quay dục góc, giày dục góc, luôn là tùm lum á. Con mới nói với vợ con là đừng có vô. Vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là viện cớ. Con mà gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Rồi vô trong đó rồi anh với em như vậy nó xảy ra những cái chuyện không hay cho em. Anh không muốn như vậy, con viện đủ lý do hết. Xong rồi vợ nói giờ anh đi đánh cầu lông rồi thì giờ em vô trong đó. Coi như ổng bừa bộn đó. Ổng bừa bộn mà ổng muốn giấu. Ổng muốn giấu. Là chỉ có cái bừa bộn thôi hả? Còn có cái gì nữa không? Thay đổi được chưa? Chưa. Bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con ý là con làm mà con không có kiểu vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó, nó sạch sẽ tương tất đúng không, đầy đâu đó đâu ra đó hết đó. Giờ hỏi tiếp nè, còn tật xấu nào nữa không? Tật xấu đi. Là hay như là hay xì hơi ấy cô. xì hơi thì không xì hơi nhưng mà nó kinh khủng nó con đã nói rồi. Con là con canh như vậy nè, tại vì con biết vợ con, mà vợ con hay nhây với con lắm, giống như là hay chọc con đó, thì con
chọc lại mà con canh là những lúc mà con gần rồi đó, con ém tự dưng đắp nguyên cái mền, con ém bắt đầu con hai da bộ con đắp mền lại kín là hết, vợ con tưởng gì rồi ôm rồi vô bước một phát giữ cái mền lại. Cái đó là mình cố tình đúng không? Chỉ có hai cái đó quái đạn á, đúng không? Quái đạn á. Mà mẹ nói này chắc mẹ không mua mít cho ăn nữa, còn nói vợ giỡn, mẹ ơi mẹ vợ ở ngoài à, bây giờ thích mua trái cây đầy đủ rồi trong đó có mít nữa, mà có con ăn mít về là bữa đó là vợ con chết chứ con. Lúc nào cũng đưa mít cả đống về. Vô tình hại con gái luôn. Mà con nó giỡn mẹ con không biết mẹ có phát hiện ra đó. Rồi con có muốn anh Thường thay đổi cái gì không trong hai cái tật mà con vừa mới nêu ra? Không, con không muốn thay anh Thuận thay đổi gì hết á. Tại vì nếu mà bày bừa thì con xếp lại cũng được, con cũng không có bực mình hay gì hết á. Thì mỗi lần đi chơi thì mỗi lần xếp lại một đống đó thôi chứ không có gì. Cũng bình thường thôi. Hôm nay tụi con cũng bung đống ra nè, chút nữa hai tụi con về bắt đầu về tự xếp lại. Xếp với nhau. Dạ, tại hôm nay tụi con đi đến đây á là tụi con mặc đồ cưới đúng không? Nhưng mà con thì mặc sẵn cái bộ trong rồi, chỉ khoác áo lên thôi. Giờ con thì phải mặc bộ đồ kia. Mà con thích cái áo đó lắm. Lúc nào đi đâu cũng nói vợ con thích cái áo đó, thấy vợ con mặc thoải mái mà nó nhẹ nhàng, nó rất hợp với vợ con, mà con biết cái áo đó nằm đâu hết luôn á. Con để vợ con để, nhưng mà để vợ con kiếm. Vợ con bung hết tủ này tủ kia, bung hết luôn. Xong hết rồi xong cái anh nói nãy giờ là tôi biết nó nằm ở đâu rồi, nhưng mà tôi để cho cô bung, tôi chỉ cho là chỉ đó bây giờ. Ở ngay bung đó. Nhà. Rắn mắt quá ha. Bây giờ nó đang nhận nha. Lầy thiệt á, Thuận Nhật chưa từng thấy á, thì không bao giờ nghĩ là nó lầy vậy luôn á trời. Có tình yêu nó khác à chị. Ý là hai đứa con giống như là hai người bạn mà giỡn với nhau gì đó con. Hai đứa nít á, đúng không? Sáng á là ba mẹ của tụi con á là, tại vì ba mẹ về sớm lắm, tại bỏ mối rồi xong là ba mẹ về. Sáng con hay về sớm là con đi uống cà phê với chơi chim cảnh với ba vợ của con. Nhưng mà dạo gần đây là vợ con thích coi hoạt hình rồi đó, cho nên là tụi con coi xong mới được tụi con dậy trễ, rồi có hôm tụi con dậy tụi con không ra, không đi ăn, đi xuống đi ăn cái gì hết, tụi con cứ coi phim rồi lên mạng rồi làm gì đó. Đúng rồi, vợ chồng son luôn chị. Nó thành giống đúng như rồi. Là bây giờ không cần biết xung quanh là gì, là chỉ có biết hai đứa hai với nhau bên thôi, nhau vậy là đủ rồi, là hạnh phúc rồi. Trong cái khoảng thời gian này nó đang hạnh phúc như vậy đúng thì rồi. Con không biết nó kéo dài được bao lâu, nhưng mà ít nhất trong cuộc đời con đã có cái khoảng đã có những cái khoảnh khắc và thời gian như thế này. Rồi vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi, đúng không? Vẫn có chứ. Theo Thuận, bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả? Tật xấu là chiều con quá. À. Quá chiều. Quá vợ chiều. Con là con như giống như con nói. Người ta chiều sao gọi là tật hiện xấu? Giờ trong điện thoại của con, vợ con này là có khoảng 6 món. Mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là sao món nó nằm trong nhà. Trời ơi, hiểu mà đi mà sambo trong bụng tại nhau. Tại vì á là nhiều khi nè, coi thấy gì thôi, nhìn thấy gì thôi, cái vợ giả bồ rủ đi ăn, cái vợ em muốn đi vô đó gì đó, cái vợ nói nè, mua cho anh nè, xong. Trời, chưa làm gì đó tiền mà anh. Nói em có tiền, em có quỹ hết, anh đừng lo. Cô bé còn nhỏ mà tâm lý đó, ghê. Coi như cái tật xấu là quá chăm sóc cho mình. Trời ơi, nói mà hạnh phúc ghê. Rồi sao, rồi còn cái gì nữa không? Rồi, con có muốn Ngọc thay đổi điều gì không? Đi mua, ý là muốn mua cái gì cho con, nói con trước đỡ tốn kém một chút. Nhiều khi mua về con mặc không vừa, với lại mua cái món đó về con lỡ ăn no rồi cũng không ăn được, cái cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà con ở nhà con ăn nhiều quá, cái con mập. Bị lên ký đúng không? Nãy giờ anh Tuyên định nói rồi đó. Mỗi lần con mập thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình. Cái con đi tập thể dục, con mới nói vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt, mà cứ ăn lên 1kg, tập xuống 1kg là nó phê lắm. Rồi vợ con mua đồ cho con á, gọi điện anh rể con tên Hậu. Anh Hậu mặc size gì cỡ ông, cỡ anh ông? Anh nói thì chắc cỡ anh đó, nếu mặc ôm thì chắc cỡ anh. Vậy hả? Rồi quần lót anh Hậu mặc size gì? Con cũng ngây thơ. Xong rồi con nói xong con mới suy nghĩ, ủa tự nhiên mua quần lót cho anh rể như trời. Quần lót size gì? Bữa em nhớ anh mua size gì cái cũng nói sai. Bình thường á là con mặc cái quần đùi như nè, cổ vô cổ ngại. Mua thì người ta vô người ta lựa đi, không vô ngại chụp đại cái đem về mua chất quá.
mua mấy quần hình tam giác rồi. Không ngại quá, tại vì vô nó toàn đàn ông mà tự nhiên con mom men vô lựa quần cho mà là đi mua cho con á, nhưng mà không có nhớ, bắt đầu gọi con giả bộ hỏi. Đáng yêu để kể là chắc cầu tới tháng sau á. Đúng bây rồi. Giờ đang yêu cặp này quá dễ rồi. Thương quá. Nhưng bây giờ nói tóm lại con chỉ muốn vợ con như thế này thôi, không thay đổi nữa. Con muốn vợ con với vợ con á, thật sự luôn, cả hai đứa trong đời sống vợ chồng cứ như thế này, không cần thay đổi gì hết. Có con vẫn giữ cái mạch như vậy, tới khi nào chết luôn cũng được, không cần phải thay đổi, không cần phải lớn không lên, cần không gì cần hết. Phải gì hết. Còn cuộc sống bên ngoài á, là cuộc sống mà tiền bạc đồ này kia là mình đã trải qua nhiều rồi, mình sẽ có cách hết, cỡ gì cũng có cách hết. Bây giờ vợ con may mắn một cái là được ba mẹ sắp tới sẽ cho ấy, nên là có hậu thuẫn từ gia đình nhiều hết trơn á. Rồi á là cứ để vậy, khi nào có em bé thì là sẽ có em bé thôi. Dạ, chứ không có kế hoạch gì đúng không? Tụi con là không có một cái kế hoạch gì. Kế hoạch của tụi con là tối nay ăn gì, anh có đồng ý hay không. Giống như cô có thấy ai mà rủ đi ăn nhà hàng mà quạo không? Vợ con rủ đi, con đi ăn nhà hàng mà con quạo, tại vì rủ đi ăn hoài mà con nói ăn hoài mập lắm mà vô đó không ăn không được đó. Kiểu thôi bây giờ mình phải tốt lại, không nó kể tới tháng được. Sau dạ. Luôn chị em mình ngồi hoài luôn đúng đó. Mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc, tại vì sao biết ông, bạn này á, là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi, cho nên là bạn cầu được ước thấy. Nãy giờ bạn mong muốn cái gì về cái tình yêu của hai bạn này thì chắc là con sẽ được y chang như vậy thôi. Dạ, đó okay. Cho nên là đúng không em có dạ. Muốn lời gì chúc cái người không thật là, sự là em thấy là em Ngọc với là Thuận là hai em quá dễ thương rồi. Và cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Mà Ngọc Thuận mới ghê chứ. Ngọc Thuận dạ. Nó là Ngọc Thuận đó. Nó tên là Ngọc Thuận đó. Mà vô là Ngọc Thuận đó. Xong dạ. Rồi sắp sửa tụi con làm là cũng màu ngọc, màu xanh ngọc trong nhà luôn. Rồi thôi thế thì chúng tôi chỉ xin nói một điều là chúng tôi ghen với hạnh phúc của anh chị. Cảm ơn đó. Mong là anh chị cứ như thế này mãi. Yeah. Rồi sau này trời ơi có baby ha. Trời ơi giống mẹ cũng đẹp, giống ba cũng đẹp đã. Trời ơi tuyệt sắc. Con trai cũng đẹp mà con gái cũng đẹp, đúng không? Có được trong năm nay nữa càng đẹp. Con rất là mong là có em bé sớm để giống như tụi con, vợ con sinh sớm thì sau này vợ con sẽ có nhiều thời gian hơn với con, chứ trễ quá vợ con sức khỏe nó sẽ không có tốt bằng bây giờ. Đúng rồi. Cầu được ước thấy. Ta nói là cầu được ước thấy một chút xíu mà lụm được bóc cái nồi luôn. Cái đồ chùi nồi là coi như năm nay có tình yêu luôn. Đó. À có bóc cái chùi nồi à. Đó. Rồi cảm ơn hai em. Đúng rồi. Hai người này sẽ có trong năm nay luôn. Dạ. Cảm ơn cô, tụi con đang rất là mong, cả gia đình đang rất là mong vợ con có em bé. Sau đây nha, sau đây á con chịu khó con điện thoại cho anh Bin cái là coi như 100% điện thoại riêng nghe. Dạ. Rồi ok chút xíu mình sẽ gặp lại nhau.